Em sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow. Em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. À, xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ, em năm nay 30 tuổi anh. 30 tuổi? Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ, em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời bạn nữ. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ, em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ, em tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu, tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ ở Bình Thạnh. Bình Thạnh, Bình Thạnh. Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa lắm ha. Em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Dạ, sẵn tiện. Em hát bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây coi sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu đi. Anh không bài còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá. Hay quá. Được không, nhà sản xuất âm nhạc? Dạ, hay. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi hiện trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài Anh Không Tin. Tôi không tin. Đó. Ồ, mà sao? Thì coi như không tin quá. Là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, mà hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Phú Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thiệt không? Chưa yêu ai hả? Dạ, thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát.
Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá, xong là over luôn. Đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về bao tương nhiều lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn á hả trời. U30 rồi chị. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Em có mấy mối tình nói hết cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có 2 mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ở Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ, hiểu chuyện chút xíu rồi. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn. Ừ, bóng ăn cơm vàng cơm bạc người ta. Đó. Cảm gái cũng có răng khểnh chút xíu. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông. Người đàn ông. Đàn ông. Phải bản lĩnh đàn ông. Mình phải ga lăng. Dạ đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ nè, hài hước nè. Dạ. Rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi bên không đó. Thích điều gì ở đàn ông? Em đến 55. Dạ. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ. Em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ vô. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi. Đúng mở rồi. Rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp. Đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ. Anh tự làm. Dạ anh tự làm. Có vui mở ra đi không? Cái gì vậy cưng? Tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi, quả trứng. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ. Cho em đọc nha. Rồi rồi. Đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là bài hát gì của ai ta? Dạ dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao?
Dạ, đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Nó ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích chứng luôn. Vì anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc này. Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tựa như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đó chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là cũng xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Bài này, bài này anh nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta xây mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thênh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Cần nói chuyện. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó. Cũng không dễ khó thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em khó tính. Còn em... còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. À. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. À, vậy. Dạ. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Ờ, nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ. Nghe có qua có vẻ nó hơi sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Em đã cái tuổi này là đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngoài quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì tới 30 tuổi vẫn chưa có. Nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi. Tại vì nhà có hai anh em á. Nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mình hôn nhân thì có thể là... Mình chắc luôn đi, đừng có thể ăn. Rồi chắc hả? Hôn nhân thì trong khoảng... 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, nó sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm, 1 năm rưỡi thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Ồ vậy hả, chắc rồi bây giờ sao ta. Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả là anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và
lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành, rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. Một. Hai. Hai. Bấm trước luôn rồi. Ba. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối cho trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, tay... bạn gái là chủ động hết đấy. Thôi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây phải lan và điệp. Nút, mà bấm nút, nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim cũng đã nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái. Cho hôn đúng. Nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship. Dạ không, em tự làm luôn. Em tự chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ đừng có, em thích nè. Trời ơi, cưng quá. Xin mời nhà gái. Chào cưng. Mời nhà trai. Chào anh. Chào anh trai. Dạ. Mời đi em. Dạ. Rồi, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em năm nay 33 tuổi rồi. Em hiện đang là giáo viên mầm non ở quận 9. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân và toàn bộ quý vị khán giả trong trường quay. Và xin chào bạn gái bên kia em ạ. Em tên là Hoàng Trung Thông, năm nay 33 tuổi, em ở Quảng Bình. Công việc là QC, là bên kiểm tra chất lượng sản phẩm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ, Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Ưu điểm của em thì tự tin, vui vẻ và hòa đồng, dễ gần. Còn khuyết điểm của em thì hay cả nể. Có sở thích gì không? Dạ có, em thì thích đi du lịch, ca hát. Rồi có thích nuôi động vật không? Dạ không, em sợ lắm. À, sợ động vật. Rồi ok, còn bên kia, bạn nam ơi. Ưu điểm, dạ. Khuyết điểm là gì em? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, cầu tiến, giỏi, ngon. Vậy là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm là gì? Hay quên. Hay quên. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em cũng lần đò rồi. Một lần đò? Dạ, cũng một lần cũng được 3 năm rồi. 3 năm, có con chưa? Có được bé trai hơn 1 năm rưỡi rồi. Bé trai 1 năm rưỡi, ở với mẹ? Dạ. Bây giờ là ở bên đó sao chia tay vậy? Lý do thì trước đây thì em cũng đi theo xuất khẩu lao động thì cũng có quen vợ cũ của em, quen trên mạng cũng gần, cũng có tìm hiểu được kỹ nên là sau khi kết hôn về cưới nhau ở một thời gian thì em phát hiện cái bí mật đó là vợ em chơi số đề. Làm gì? Chơi số đề, quyết định là chia tay. Có liên lạc gì với nhau? Có chứ. Em vẫn chu cấp chứ. Vẫn có chu cấp. Vẫn có chu cấp. Dạ, vẫn có chu cấp cho cháu. Thôi muốn hỏi bên nữ nè, còn mình thì sao nè? Em cũng một lần đò rồi. À vậy hả? Chia tay lâu chưa? Dạ em chia tay cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Em thì chưa có baby. Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung. Anh cũng còn hơi ham chơi quá. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào?
Thứ nhất là phải biết hy sinh cho gia đình, không cần đẹp xấu. Yêu là phải chân thành, chia sẻ, cảm thông cho mình. Nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh đã có con rồi và ảnh phải chu cấp cho con của mình không? Dạ không, thì nói chung là làm người đàn ông á, mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt. Nhưng mà anh đừng có ăn chơi. Anh đừng ăn chơi. Dạ, anh chí thú làm ăn lắm đúng không? Em không ăn chơi, cờ bạc không, hút thuộc không. Rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xả giao đến ngoài xã hội thì mình vậy cũng có một chút chứ. Bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để chuẩn dạ. bị cho dạ, gia đình mới không? Dạ em đi làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ muốn tìm một người yêu như thế nào? Em tìm một người yêu thì trước tiên về cái ngoại hình thì mặt cứ nhìn một chút, mặt da trắng vì tại em đen rồi, em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi. Anh ơi còn... em đen lắm. Anh ơi em đen lắm. Còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình, chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn thì là ok. Tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những cái yếu tố mà dạ, đúng. Em yêu cầu, chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm. Cô giáo nâu, mà thấy không? Nâu chứ không phải là đen, nâu chị. Da nâu. Em chào anh Quyền Linh. Rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, không ở đây chút. Da này là đẹp này nghe, da này bây giờ đang là trend đang nha. Xu hướng đó nha. Ừ. Em có yêu cầu về nhà cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút. Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi. Gì nói bên đây đáp nào? Ứng được không? Dạ thiệt em thì cũng không thích làm dâu lắm. Tại vì em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm. Với lại cái công việc của em á là không ở nhà nhiều được. Cái nghề chính của em là giáo viên. Nhưng mà em còn bán hàng online. Rồi em còn đi make up nữa. Cho nên là em cứ phải đi hay đi á. Bạn của em thì nếu mà có thể thì có nhà riêng cũng được. Có chỗ ở ổn định không? Dạ, hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó. Nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể... Cái hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư. Em làm ở trong này. Tạm thời kinh tế em vẫn ổn định. Dạ. Người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên. Em đi với ai em gái? Dạ thưa anh Quyền Linh là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em với à, dạ gái. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ em là anh rể của Hằng. Em thấy đàn trai thế nào? Thấy cũng vui vui vẻ, cũng chân tình. Thí dụ hai bên cũng đều có gian dở hết rồi đúng không? Dạ. Thì khi mà nó kết nối lại thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình sống mình sẽ chân tình với nhau được hay không? Dạ nếu mà ví dụ như được sự cho phép bên gia đình thì cho em quen thì mình sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn. Rồi thì anh thấy em thì anh cũng ok. Dạ, em cũng dạ. vui vẻ, hòa đồng, chân tình. Thì riêng anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp. Em đi chương trình này cùng đi có em rể đi theo. Lời đầu tiên em xin phép được chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Thì em là em rể của anh Thông. Về điểm mạnh của anh Thông á, thì thật thà, siêng năng, luôn là một con người là chăm lo cho gia đình, sống rất là nội tâm. Riêng về vấn đề mà chị cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình á, và công việc, thì em nghĩ là anh Thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị. Còn về điểm yếu của anh Thông là cái vấn đề mà quá hiền, hơi rụt rè. Nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ bù đắp lại cho anh Thông được. Còn riêng về anh Thông thì rất là muốn ổn định về gia đình. Rồi lúc đó công việc anh sẽ nâng cấp lên. Rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Em cảm nhận về chị gái. Chị là một người với tính cách ban đầu thì rất là thật thà. Và cũng có xu hướng thiên về gia đình, nội tâm. Thì em cũng mong anh, chị bấm nút và hãy trao cho nhau một cơ hội. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Rồi cảm ơn anh trai. Bây giờ để cho hai người tự cảm nhận đi ha. Nào, mở rào. À, chào em. Đó, rồi tặng quà nào, tặng quà nào. Đến với chương trình này anh có món quà tặng em.
Em cũng có món quà này tặng anh. Anh chết rồi, anh cũng đeo đồng hồ, sao anh đeo đây? Đồng hồ hả? Sao em tặng đồng hồ? Cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ. Còn với thứ hai là em muốn nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á, thì thời gian sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn. Anh cảm ơn em. Anh đeo anh ha. Hay sao? Sao không được. Rung quá anh ơi. Rung quá. Em tự tháo đồng hồ của em để cho bạn đeo đồng hồ của bạn cho em. Tháo ra đồng hồ. Tay em rung quá. Rung hả? Bình tĩnh thôi chứ em. Cảm ơn em rung. Cảm ơn em. Cảm nhận đầu tiên khi gặp anh thì em thấy thế nào? Em thấy anh vui vẻ, nhìn có vẻ thật thà. Rồi anh cảm ơn. Nhìn rất là đàn ông nha, mà rất là duyên dáng nha. Cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á. Cảm ơn chị nha. Còn em nói luôn cái cảm nhận của em về cô bạn này đi. Cảm nhận đầu tiên khi gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh, dễ thương. Vâng anh. Hiện tại thì em đang dạy ở quận 9 đúng không? Dạ, hiện tại thì em là giáo viên mầm non. Em công tác ở trường mầm non Long Bình, quận 9. Là cũng gần nhà em luôn. Là em quê là cùng Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ đúng rồi, nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài Thái Bình. Nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là từ xưa giờ rồi. Hẹn hò thế nào, trao đổi đi. Em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp được vào cái giờ nào, ngày nào nhỉ? Thật sự là công việc em nhiều. Em thì đi dạy thì từ sáng đến chiều rồi. Xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online. Thế cũng bận rộn ha. Cho nên là bị ế đó anh. Bận có nên ế đó. Ngày thứ bảy là em được nghỉ làm, là em được rảnh. Còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học. Cũng không có thời gian. Cũng đi học nâng cao hả? Dạ đúng rồi. Có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa. Cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi ship. Dạ không, em tự làm luôn. Tự làm, tự em tự rồi. Chốt hàng, tự ship hàng, tự gửi hàng, tự làm hết. Nếu là mai một Tom hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được. Dạ được đó, em thích nè. Trời ơi, xinh quá. Ủa vậy chứ anh thích người phụ nữ sao? Anh thích một phụ nữ của gia đình, con người là sống tình cảm, thiên về tình cảm, biết quan tâm, chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà em thì tình cảm có đó, dịu dàng cũng có đó. Nhưng mà em thì nấu ăn không giỏi. Với lại nhiều khi em hay đi ra ngoài, công việc của em cứ phải đi nhiều á. Anh thấy sao? Nấu ăn thì có thể anh nấu rất là... Anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon. Điểm mạnh của anh là nấu ăn. Anh cũng vẫn thích nấu ăn. Vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng không? Tất nhiên, ví dụ như vợ bần đi, chồng có thể làm thay được mà. Nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được, điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà. Nếu mà người vợ phụ nữ mà bần công việc thì chồng làm về sớm thì mình sẽ phụ giúp vợ thôi. Cái đó là chuyện bình thường. Không, anh là mẫu người mình biết chia sẻ. Không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành công việc là gia đình là người phụ nữ, mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho vợ mình chứ. Đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình. Rồi chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm hết đi luôn ha. Dạ rồi. Rồi, cứ nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại. Rồi sẵn đà rồi xin gọi là anh chị. Cho anh xin phép gia đình gái em cho anh hôn em một. Về đứa bán hàng online, đứa đi ship được hả? Dạ. Thì em không thích ít tóc. Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được, kiểu hút thuốc ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Mời nhà trai.
Rồi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn đã có mặt cách cái hàng rào này thôi nha. Mời đàn trai giới thiệu về mình. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, bạn nữ cùng chơi kế bên và khán giả đang xem trường quay ngày hôm nay. Em tên là Mai Xuân Vương, em năm nay 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở huyện Ngài Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Em hiện đang sống và làm việc tại huyện Bình Đại của tỉnh Bến Tre. Nghề nghiệp của em là em đang kinh doanh một phòng game. Rồi, bên đây chúng ta giới thiệu về bản thân nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, dạ, chào anh Quyền Linh và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Thiên Trang, năm nay là em 27 tuổi. Em thì quê em là ở Đồng Tháp, nhưng mà hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh bất động sản. Vậy là em làm ở quận mấy ạ? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở quận Bình Thạnh ạ. Là yêu xa rồi. Dạ. Không, đi chút xíu tới à. Bến Tre cũng gần mà. Ba tiếng rưỡi. Chuyện nó hạ hồi phân giải đi ha. Bây giờ mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em thì em rất là vui vẻ. Lúc nào mình cũng nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tích cực nhất. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm. Nhưng mà nhất là lười, hay quên, với lại là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ, thì kiểu như là ai mà làm gì mà kiểu em thấy hơi khó chịu hay là em bị chèn ép là em bung luôn, giống như là khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Rồi còn em trai. Em thì điểm mạnh của em thì em biết nhường nhịn. Thì nếu như bạn gái bên kia mà nóng thì chắc chắn là em sẽ không nói gì. Nhưng mà khi nào bạn hết nóng thì có thể mình sẽ nói chuyện sau. Em thì có cái tính là hay cho người ta mượn tiền. Thì em không bao giờ đòi. Để chút trước khi về gặp anh nhanh mượn mới nha. Yeah. Trời ơi, Linh ơi, tôi đang tính nói á, phát cái số này ra xong là em nhận được 1.000 cuộc mượn tiền đó em ơi. Bây giờ thì đàn gái cho đàn trai biết một chút về đường tình duyên đi. Em thì trước giờ là em có 3 mối tình chính thức. Nhưng mà cái mối tình cuối cùng của em là nó cách đây khoảng cũng hơn 2 năm rồi á. Quen được mấy năm? Dạ, quen được 3 năm. Nhưng mà tại vì là nói chung là cũng định là kết hôn luôn rồi. Nhưng mà do là bên gia đình em thì không có thích, không chịu bạn đó. Nên là phản đối. Còn em trai, em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình, mối tình thời sinh viên thôi. Ô, bỏ qua mối tình sinh viên, mối tình mới đây nè, mối tình lúc nào? Mới thì cũng lâu lắm rồi, nó cũng khoảng 5 năm rồi. Yêu nhau mấy năm? Yêu cũng được 1 năm thôi. Chào cưng. Dạ. Trời ơi, cao to lực lưỡng vậy mà ở không lâu vậy luôn á hả cưng? Dạ. Con gái Bến Tre rất đẹp, lý do gì mà em ở không? Em không hiểu tại sao nhưng mà em ở đó 3 năm nhưng mà chưa tán được cô nào. Rồi bây giờ em mơ ước là cái người phụ nữ của em phải như thế nào nè? Nói chung là nhìn dễ thương một chút là được thôi. Dáng thì em không quan trọng lắm. Nói chung là lùn hay cao, em cao sẵn thì họ cao thì nó cũng xứng, nhưng mà lùn cũng được, không sao. Bây giờ nè bạn nam, em thích cái hình mẫu lý tưởng nào nè? Em thì em hâm mộ chị Mỹ Tâm. Thì hình mẫu lý tưởng của em chắc là cũng giống chị Mỹ Tâm. Rồi để qua coi có giống Mỹ Tâm không? Cho tôi coi chút coi bà mối. Dạ em chào anh. Chào em, dễ thương hả? Nhưng mà anh ở Bình Đại xa quá, em có cảm giác là yêu xa vậy, có lo lắng gì không? Dạ thì cũng tùy theo cái niềm tin bạn đó trao cho em thôi. Dạ, với lại là xa gần thì không quan trọng, chủ yếu là có lý do là được. Lý do là được ha. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em thì em không thích ít tóc. Ít tóc? Với lại là đừng có hút thuốc nhiều quá là được. Kiểu hút thuốc ít ít cũng được, xã giao cũng được mà đừng hút nhiều quá. Em thì không hút thuốc. Rồi em có cái hình mẫu lý tưởng nào giống như bạn bên kia không thích Mỹ Tâm mà em thích giống ai nè? Dạ em thì cũng đơn giản thôi chị, tại vì em cũng hơi khá là cao á, em tới 1m63. Dạ thì em muốn cái bạn nam của em phải cao 1m74 trở lên. Ôi em yên tâm, cái đó là chị bao luôn. Bao dạ. Luôn có cái hình mẫu nào mà giống nghệ sĩ nào không? Em thích anh Tú, gương mặt nhìn thiện cảm này kia là được. Anh này cũng thiện cảm, thấy rất là vui. Nhớ cầu được ước thấy đó, cái cặp này bữa nay là tôi thấy là cầu được ước thấy. Em gái đi với ai? Dạ em đi với anh, với chị của em cũng là cấp trên của em luôn. Rồi cho mình gặp đại diện đàn gái đi.
Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân ạ. Và chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giới thiệu, em là Phí Nhật Thành, là anh trai cũng như là cấp trên của bạn Thiên Trang. Em thấy sao bạn trai bên đây có hợp gì với em gái em không? Dạ, nói chung là nhìn về cái bên ngoài thì rất là hòa hợp. Không, good. Dạ, và tính cách thì nó có những cái nét mà em cảm nhận đó là có cái sự bù trừ cho nhau. Thì hai bạn nên như thế nào có thể là mở ra những cái cuộc nói chuyện, chúng ta sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Mọi mối quan hệ nó đều xuất phát từ những người xa lạ mà. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với anh rể và hai chị gái ạ. Dạ. Rồi, chào anh trai. Chị Hồng Văn và anh Quyền Linh và quý vị khán giả trường quay. Và chào gia đình nhà bên đằng gái. Em là Đậu Ngọc Hà, anh rể của Vương. Theo em thì nó rất hèn, chịu khó làm ăn. Em có cái thì trong tháng nào thì nó trước đám đông thì hơi nhút nhát, có lại thôi. Còn theo em thì đánh giá về em gái bên này thì thấy em rất vui, vẻ hòa đồng, dễ thương. Nếu mà hai em cứ mở lòng ra cho nhau một cơ hội sau chương trình này, em mong sao hai em đi xa hơn. Rồi, à, trời ơi, cảm ơn anh. Thôi, bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Bắt đầu một mối quan hệ mới đó Vương. Dạ, em chào anh. Hôm nay là một quyển sách ngày mới. Mong rằng ngày nào em cũng vui tươi và đẹp đẽ. Dạ. Và tràn đầy xin... À, này là kẹo dừa đặc sản của Bến Tre, đặc sản của Bến Tre. Dạ, rồi. Và một cái móc chìa khóa. Em thích uống cà phê. Dạ, tại vì là em đã đọc qua cái quyển sách này rồi thì em thấy nó rất là ý nghĩa và cái nội dung, cái cách viết văn rất là dí dỏm, em thích nên là em cũng muốn chia sẻ với anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh rất là kiểu hiền, cũng thiện cảm, với lại là cũng rất là biết gu ăn mặc. Anh là có thường hay lên Sài Gòn chơi không? Cũng không thường lên lắm, tại vì ở đây nó cũng lâu lâu bạn bè rủ lên thôi. Nhưng mà nếu mà có một lý do nào đó thì anh sẽ lên thường xuyên hơn. Dạ, vậy theo anh nghĩ thì nếu như mà hai đứa mình tìm hiểu nhau á, thì anh sẽ định bao lâu thì sẽ lên Sài Gòn với em? Khoảng cứ một tuần thì lên cũng được. Anh định là anh sẽ lập nghiệp ở dưới luôn hay là có định mai mốt mình mở thêm cái chi nhánh nào ở Sài Gòn không? Thì nếu mà mình có tiền thì chắc chắn anh sẽ mở chi nhánh. Được á, anh mở đi, có gì em quản lý cho. Em á thì em không biết, kiểu em thích ăn, sở thích của em là em thích ăn nhưng mà em không biết nấu ăn. Anh thì cũng biết nấu một chút, nói chung là có thể anh sẽ dạy em. Ok, vậy là phần này là gì qua nè. Rồi hay quên nữa, kiểu như là giờ nhiều khi em ngồi đây em nói chuyện với anh chứ lấy hồi xuống hỏi anh tên gì em không nhớ thì anh nhắc lại. Rồi còn lười nữa, em kiểu như là do là em cũng sống một mình á, ở trên đây nè, em sống ở Sài Gòn một mình cũng gần 10 năm rồi, thành ra là cũng không có làm cái gì nhiều á, nên là đôi khi lười lắm. Anh nghĩ em sống một mình độc thân thì những cái vấn đề đó em phải biết nhiều hơn chứ. Dạ, kiểu như sống một mình không ai đốc thúc á, không ai quản lý, không ai bắt làm gì hết, nên là nhiều khi giặt quần áo em bỏ vô máy giặt, em giặt xong rồi em để 2-3 ngày sau em mới phơi. Thì em cứ bấm đi anh phơi cho. Đúng rồi. Tại bạn bị cái hay quên á, giặt đồ xong rồi không nhớ là mình giặt đồ rồi. Nó có liên quan với nhau á chị. Ừ, bởi vậy. Em hỏi anh một câu cuối nữa thôi, là kiểu anh yêu á là anh sẽ như thế nào, hay là anh muốn cái người yêu của anh là sẽ như thế nào trong tình yêu? Trong tình yêu thì anh nghĩ là cho nhau một khoảng thời không gian riêng một chút thì có vẻ thích hợp hơn. Không nên gò bó nhau quá. Dạ vâng, nghĩa là yêu nhau nhưng mà vẫn phải tôn trọng những cái không gian riêng của nhau đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ, em thì em cũng như vậy, em thích kiểu quan tâm nhau xíu, lại là chân thành tôn trọng nhau là được rồi. Anh được không? Được, anh nghĩ như vấn đề đó là... Dạ.
Khoảng bao lâu tụi em có thể kết hôn ấy, khoảng bao lâu? Em nghĩ thì đối với em thì khoảng năm sau là được. Em thì sao? Em cũng vậy luôn. Rồi bây giờ bạn trai bước tới có thể là nắm tay cô gái và hát tặng một bài hát nào đó, rồi bên kia đối đáp lại để đúng mình rồi. Giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Ta thích Mỹ Tâm đó, em hát cái bài nào của Mỹ Tâm coi. Đúng rồi. Nhà thì em cũng nghe, cũng học nhiều thuộc quen lắm, mà lên đây run cũng quên hết lời. Thôi để em hát tặng anh với lại là mọi người một bài hát nha. Nắm tay giữ lấy tay nhau đừng có buông ra. Dạ không anh ơi, tại vì cái này là em hát là em có diễn luôn á, nên là nói chung là cái tài năng của em là làm cho mọi người vui á anh chị. Dạ. Tốt mà. Em sẽ hát bài Búp Bê Con Trai nha. Na 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 na. Búp bê con trai. Một ngày khi vui em đùa em mong, phải chi là con trai thì hay biết bao nhiêu điều. Chẳng cần make up, chẳng cần vuốt tóc, và không còn ai gọi em tên là búp bê. Rồi một hôm kia, ôi thật choáng váng, là khi nhìn trong gương và trông thấy ai ô kìa. Một thằng con trai đang cười với em. Trời ơi búp bê đẹp xinh này còn đâu. Dạ thôi vậy được rồi. Hát bài của Thanh Thảo ha. Đúng là em có khả năng làm cho đám đông vui lên. Nào, em trai. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều, mình lấy nhau đi để đem đường về Cố Liêu. Bên nhau sớm chiều, không bao giờ buông, mình yêu như chưa từng yêu. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Chúng ta đã trao đổi rất nhiều chuyện ha. Bây giờ đã đến lúc chúng ta quyết định bằng nút bấm xem nửa bánh ghép này có phải là nửa bánh ghép của cuộc đời mình hay không. Đây là người mình cần bấm nút hay không. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Đó, chính thức hai bạn có thể nắm tay nhau được rồi. Bây giờ thì bạn trai hãy nói gì với gia đình của bạn gái. Mình hứa sẽ làm gì cho cái mối tình này. Kính chào hai bác, chào anh, chào anh chị ngồi. Hôm nay thì được em bấm nút hẹn hò thì em hứa sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Rồi, sẵn rồi xin hôn cái hôm đầu tiên luôn. Cho anh hôn em một cái được không? Đó. Mời nhà trai. Mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Thôi, mời anh trai giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chú Quyền Linh, Phong Vân, bạn nữ bên kia và mọi người trong trường quay ạ. Con tên là Giang Thịnh. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Đến từ Long An. Và công việc hiện tại con là nhân viên kế toán. Long An ở huyện nào Thịnh? Dạ, Thịnh. Con ở huyện Cần Đước ạ. Huyện Cần Đước. Rồi, dạ. Bây giờ mình giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào hai bên gia đình và chào anh bên kia. Con tên là Lê Hồ Thảo Trang, con sinh năm 96, hôm nay con 24 tuổi và con đến từ Vĩnh Long. Vĩnh Long, con đang làm cái gì? Dạ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiếng Anh và hiện tại con chỉ đang là gia sư tiếng Anh ở Cần Thơ thôi ạ. Con là gia sư tiếng Anh, con đang làm việc ở Cần Thơ luôn. Dạ. Thôi, điểm mạnh điểm yếu của Thịnh là gì? Đó, điểm mạnh của con là luôn quan tâm và biết tôn trọng người xung quanh, không thích uống rượu hay là hút thuốc và thích làm từ thiện. Chủ yếu con là ăn mặc thì khá là lộn xộn, tại vì bình thường thì con chỉ cần thoải mái và sạch sẽ là con bận được hết, nên con không quan tâm bề ngoài cho lắm. Thôi đơn giản gì cũng được rồi. Vậy bên đây mình là điểm mạnh của con là gì? Dạ, điểm mạnh của con là
Con mọi người nhận xét con là hiền và ngoan, biết nghe lời, biết cách cư xử với người lớn. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh của con là con không có một ngoại hình ưa nhìn. Đâu, với con lại... dễ thương mà con nói gì vậy? Với lại... Nó là sai đó nha. Con nói câu đó là sai đó. Ngoại hình của con rất là ưa nhìn luôn. Con không đẹp nhưng mà con rất ưa nhìn đó. Với lại con không thích và con cũng không biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Có nghĩa là dưỡng da hay là kem phấn hay gì đó thì con cũng không có. À, con chưa biết đúng không? Dạ, con cũng không thích luôn. Da con đang rất là đẹp, con không cần phải dưỡng gì hết. Ha. Vậy là hai bạn này cùng chung một cái, tức là hậu chăm sóc cho bản thân của mình. Có sao mặc vậy đơn giản, giống như chú thôi. Có gì mặc đó. Trời cho sao hưởng vậy đó. Ừ. Vậy đi, mình đâu cần, nó quan trọng là tấm lòng, quan trọng là đạo đức của mình thôi. Còn quần áo không quan trọng. Ha? Lại, con thấy như vậy cũng tiết kiệm. Bạn bên đây nói vậy là để như vậy là tiết kiệm. Tiết kiệm. Có nghĩa là tài chính của con bây giờ con làm tiền thì nó cũng không có nhiều lắm. Cho nên là con nghĩ là một người ta nói là một đồng tiết kiệm bằng một đồng kiếm được. Dạ. Chào chú Linh đi con. Con chào chú Linh. Thấy nó ưa nhìn ghê không? Ưa nhìn. Rất là ưa nhìn. Nó đơn giản áo dài được rồi. Cần gì phải xe xuống chi? Rất là có duyên luôn á. Cái này mà chút son phấn lên nữa là ngon lành luôn. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, tình trường của con thì ngắn gọn lắm, là con chưa trải qua mối tình nào. Trời, ngắn gọn quá hả? Dạ. Ngắn gọn lắm, chưa có gì hết. Tại sao? Tại con không rung động trước ai hay sao? Dạ, chắc con nghĩ là có hai lý do để con chưa có mối tình nào á. Lý do thứ nhất là con không phải là một người cá tính, với lại con cũng không có một hòa chăm chút cho vẻ ngoài nhiều, cho nên là khi xuất hiện thì không có gây ấn tượng được với bạn nam nào. Cái lý do thứ hai là con nghĩ là chắc kiếp trước con sống tốt lắm, con không có mắc nợ ai á, cho nên là kiếp này không có ai tới để đòi nợ con. Con không có duyên có nợ với ai cho nên con ế luôn. Trời ơi, nghĩ đơn giản là thì... Con nghĩ là con thuộc, con tự nghĩ con là thuộc lý do thứ hai. À, con tự nghĩ con là lý do thứ hai. Con nghĩ là kiếp trước con sống tốt. Nhưng mà khi mà con đặt chân lên đây là con bị dính duyên, dính nợ rồi đó. Là bắt đầu có người đến đòi nợ con rồi đó. Con đừng có nghĩ là mình không có ấn tượng nhai đâu. Thật sự có những cái chàng trai cũng sẽ để ý đó. Tôi mà là trai tôi để ý mấy này rất đó. Có duyên nha, con có duyên lắm luôn á. Làm gì con tự ti mình như vậy? Thì nở người ta còn có chí phèo mà. Đâu mà phải tự ti. Bạn trai. Dạ. Có mấy mối tình này nói cho đàn gái coi. Con cũng ngắn gọn hơn rồi, cũng chưa từng yêu ai. Ê ơi. Chưa luôn hả? Chưa luôn. Trời ơi. Ngắn gọn hơn coi, luôn. Coi. Chưa yêu ai luôn. Chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Rồi bên đây người ta cũng chưa có luôn, hai đứa tự mày mò đó. Lý do là sao vậy? Tỉnh. Dạ, nói hoàn cảnh con cũng hơi bi đát chút. Thôi. Sao? Sao bi đát sao? Lúc mà con lên đại học á, cái ngành học của con thì nó cũng không tin. Cái môi trường đó thì cái khóa con là 600 học viên, là như là chừng được 6 đến 10 nữ à. Chứ lại một chọi 60 con chọi không lại được. Chọi không lại đúng không? Trời, ừ. Bi đát thiệt. Trời ơi, bi đát thiệt, một chọi 60. Con làm xong và mình tin xong thời gian thì con được đi nghĩa vụ nữa là không có con nữ luôn. Đó là tới giờ là con mới xuất ngũ, năm nay là con về làm gia đình. À, mới dạ. Xuất ngũ luôn hả? Dạ. Trời ơi, vậy đúng đó hả? Đúng là số phận nó bi đát thiệt. Nhưng mà nói nghe nè, hai đứa làm như là đúng là bữa nay lên đây là có duyên có nợ nha. Cái đó là cô thấy luôn đó. Tại vì con cũng là duyên ngầm nha, con cũng dí dỏm dữ lắm. Bạn bên đây cũng vậy nè, hai đứa đều ưa nhìn. Nhìn một cái là không có thấy đẹp liền, lồng lộn liền. Nhưng mà nói chuyện một hồi là cực kỳ có duyên đúng luôn rồi. Thực sự mà nói là như vậy, rất dễ thương. Bây giờ con nói cho cô Hồng Vân biết, bây giờ con muốn có một người yêu như thế nào nào? Dạ, cũng muốn có một người yêu nhỏ nhắn, dễ thương và dịu dàng là được. Có luôn. Có hết luôn. Ừ. Những gì con ước là có, bây giờ cô cho con ước thêm nữa. Có thêm nữa cô. Ừ, giờ muốn thêm gì nữa nè? Con không biết. Nó đơn giản lắm. Dạ. Thôi vậy được rồi đó. Rồi. Được ha, rồi để hỏi bên đây. Hỏi con, bên kia muốn sao? Sao? Giờ con muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, về ngoại hình á thì con không có yêu cầu về ngoại hình, con chỉ cần là cao từ 1m60 đi 75 là được. Con mét nhiêu? Dạ con 1m72 ạ. Rồi đó. Còn gương mặt á thì con không cần đẹp trai, mà con chỉ cần là cái gương mặt nhìn vô mình thấy thích á, thấy hài hước á, giống như là người ta là nam chính, nữ chính đi tìm nam chính, còn con là nữ hề đi tìm nam hề. Nữ hề đi tìm nam hề đó, bởi vì cô thích con là vậy đó. Rồi bạn Thịnh này đi với ai Thịnh? Dạ đi với đại gia đình đúng không ạ? Đại gia đình hả? Gồm ai với ai? Dạ bà, mợ, dì, chị gái, con gái. Bà gì? Bà, đây là bà ngoại. Bà ngoại. À. Rồi đây là ai đại diện đàn trai? Cậu. Chị gái hả? Trời ơi, chị gái đẹp quá vậy. Mời gia đình đại diện ai nói một chút cái cảm xúc cho ngày hôm nay. Kính chào chị. Để giờ, cô để micro sát sát chút. Anh Quyền Linh. Dạ kính chào bên nhà gái. Kính chào quý khán giả. Dạ.
cháu Quốc Thịnh đó thì đạo đức rất tốt, tốt lắm. Cháu nói những gì là đúng sự thật hết. Dạ. Còn cháu bên đây thì sao ạ? Cháu bên Thảo Trang thì số 1 ạ. Tốt quá. Quá có duyên. Quá có duyên, quá tốt. Dạ. Rất mừng, mình mừng dữ lắm luôn. Mừng quá luôn. Mừng quá. Rồi bây giờ á, bà ngoại nhắn nhủ cái gì với Thịnh với hai bé này Quốc đi. Quốc Thịnh với Thảo Trang là có duyên. Bấm nút. Rồi. Rồi. Con đi với ai? Dạ con, hôm nay con đến đây với ba và mẹ của con. Trời ơi, ba mẹ luôn hả? Rồi cũng đại gia đình luôn. Mời ba hoặc mẹ. Chào chương trình, chào hai MC là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào là khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của là cháu là Thảo Trang. Thì đối với là Thảo Trang thì rất là hiền và rất là hiếu thảo. Mẹ thấy bạn trai bên đây thì hiền, thấy cũng dễ thương. Hay là đứa gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên. Nên cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau, nếu được hợp ý với nhau thì tiến xa hơn. Hy vọng con gái là tự tin lên. Cho ba nói vài câu nè. Ba cảm sao? Nhận về bạn Thịnh bên đây sao ba? Cha cũng cảm nhận bà Thịnh bên đây thấy cũng rất là dễ mến đó con. Cái nữa là cha thấy đã hoàn thành cái nghĩa vụ đối với thanh niên, đó là điều hết sức là tốt. Hết sức là tốt. Cha cũng xin trao quyền là con, từ con. Rồi cảm ơn cha, rồi, cảm ơn mẹ. Rồi con trai gái. Rồi bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Dạ. Mai anh xin em chậu tiền đá từ tay anh chồng. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Em cũng có món quà. Nhưng mà sao anh lại tặng cái này cho em vậy hả? Tiền đá của anh thì nó có ý nghĩa là tượng trưng cho tình yêu bền vững. Anh hy vọng là tình yêu của mình cũng bền vững. Dạ, em cảm ơn. Hôm nay em cũng có món quà tặng cho anh làm kỷ niệm, đó là một chiếc cà vạt. Nó cũng cùng màu với cái áo của anh đang mặc. Dạ, đeo luôn. Dạ, cảm ơn. Đeo luôn con. Vừa con. Cố lên. Trời ơi, đẹp quá. Cắt luôn rồi đó. Ơi, cùng màu luôn á. Xiết hết ga luôn. Dài quá. Quá hợp luôn á mọi người ơi. Con này là gì? Dạ, đây là một bài thơ của con tự làm này, con ghi lại tại con sợ con run quá con quên á. Rồi con đọc luôn đi, con đọc tặng anh luôn đi. Anh ngồi xuống đi, em sẽ đọc cho anh nghe. Để quà đó đứng nghe bạn gái đọc. Em anh hai người xa lạ, gặp nhau là đã một cái duyên. Anh đi tìm vợ ngoan hiền, em tìm bến đỗ bình yên cho mình. Em không cần lời ngôn tình tiểu thuyết, em cũng chẳng cần những món quà đặc biệt từ anh. Chỉ cần một đôi tim chân thành, dìu dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Dù sau này vinh quang, đắng cay hay tủi nhục, vẫn ở bên nhau trọn vẹn nghĩa tình này. Dù cuộc đời có trăm đắng nghìn cay, nguyện nắm tay vượt qua tất cả. Cảm ơn ekip chương trình với bao nhiêu vất vả đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp mặt hôm nay. Cảm ơn ông Mối, bà Mai. Cảm ơn đội ngũ của đài HTV. Nếu như anh thấy không chê, anh ơi bấm nút cùng về với em. Trời ơi, cứng chưa? Cảm nhận bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Anh không biết nói sao nữa, nhưng mà em là phụ nữ, anh nào thu đổ rồi. Tự động mến luôn rồi, không còn biết cảm nhận gì nữa. Hát bài tặng bạn nữ đi. Em ơi sang nhà anh chơi, ba mà anh đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em điên đầu. Vậy thì hay qua nhà anh đi, mình chuyện trò đôi khi. Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau. Em ơi đây chờ làm chi, chắc có lẽ anh đã yêu rồi. Sẽ chẳng bao giờ đôi thay, đây khiến em muôn phiền. Vậy thì hãy sang nhà anh chơi, thấy trời gì em ơi. Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau, về chung một nhà. Bây giờ chú mới hiểu tại sao con thua 60 thằng kia rồi đó. Con này ráng nha con nha, nó còn mình con chiến đấu đó. Không có thua ai nữa đâu. Một trời một đó. Giờ một trời một đó. Bây giờ bạn gái hát tặng thằng trai, có cho nó tự tin lên coi nào. 24, 25 năm qua thì em luôn chờ đợi cái người một nửa của em. Thì em xin hát tặng anh một cái điệp khúc của bài Hy vọng.
Dù phải đến đâu ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành, chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Thì em hy vọng là nếu như một nửa của em có tồn tại ở đâu đó trên trái đất này, thì em hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm được người đó. Trời ơi, nó hay quá trời hay luôn. Nhưng mà... rồi. Nhưng mà về đây, con ơi, về đây ngồi. Bây giờ con nói đi, con đã tìm được chưa? Hay sao con lại nói là một ngày nào đó là sao? Mẹ con hy vọng là ngày hôm nay con sẽ tìm được. Bỏ nói với anh. Nhát quá trời đất đây nè. Về đưa thơ đây cho tôi thử nắm tay coi nè. Trời của ta nó lạnh như đá luôn ngồi ơi. Nè, có chừng nước cống luôn đó. Nắm tay lần đầu tiên con gái đúng không? Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy coi. Rồi em nói hy vọng sao nè, con nói đi. Nói đi. Em hy vọng là ngày hôm nay em sẽ tìm được người đó và em sẽ không cần hy vọng nữa. Tại vì đã có người đó ở đây rồi. Vui không? Vui không con? Dạ. Con nghe vậy con vui không? Muốn xỉu luôn rồi. Muốn xỉu luôn. Nhìn bạn gái con nói đi. Hiện nay tim con thế nào? Con cảm giác gì người cảm đối diện? Cảm xúc của con sao nè? Cảm xúc của con như thế nào? Lúc mà con nghe bạn nữ nói là em không thích trang điểm hay là không biết điều ngoài, là cái đó là lúc đó là con đổ luôn rồi. Đã đổ từ lúc đó rồi. Tại vì con cũng không thích người phụ nữ trang điểm lắm, con thích người tự nhiên. Dạ, con nghe là con khỏi nghe nữa như đó rồi. Là như đó là được rồi đúng không? Là rồi. Đổ luôn rồi. Dạ. Con hỏi đi, khoảng bao lâu thì em cho anh bước tới? Khoảng bao lâu thì em cho anh bước tới? Dạ, đối với em thì ít nhất là phải một năm. Rồi. Công việc của anh thì có rảnh thường không? Thật sự nói là anh bận là 24/7 luôn, không có nghỉ ngày chủ nhật luôn. Mà tối thì chỉ cần em gọi lên tới liền. Trời ơi. Trời buổi sáng. Coi như là con gọi cái là phi xe đi luôn đó. Không mà nếu có em thì anh có thể sắp xếp được. Bây giờ con thấy tim con sao nè? Chắc ngừng đập thôi. Ngừng đập hả? Con cảm giác người này có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chắc vậy rồi. Chắc vậy hả? 100% luôn. 100% luôn hả? 100% luôn. Rồi vậy được rồi. Con nói với bạn gái một câu gì thôi. Hứa cho bạn gái một câu gì thôi, để bạn gái có thể bấm nút thôi. Là để xong trở về bấm nút nha con. Ủa, ngắn hay dài? Muốn nói con, sao nói? Con muốn ngắn hay dài tùy con hết. Chờ tới sáng luôn, quan trọng con muốn nói cái gì con nói. Anh muốn nói em là anh không nhắm hứa là anh có thể là cho em cuộc sống giàu sang. Cái đó là tương lai thì không ai biết trước được. Nhưng mà cũng đều là anh nhắm chắc chắn anh hứa rằng á là anh sẽ luôn quan tâm em. Và khi em khó khăn nhất là luôn lúc nào luôn phải có mặt anh. Và tình yêu của anh thì nó rất là bảo thủ. Bảo thủ ở đây là anh chỉ hy vọng là anh yêu chỉ một người vòng trong đời thôi, nên sẽ không bao giờ có chuyện của người thứ ba. Trời ơi đó. Để tay vào nút bấm. Tay. Bấm luôn rồi. Bấm luôn đi, rồi xong. Bấm luôn hết rồi. Thôi khỏi đếm luôn. Đừng nói gì nữa. Bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi con. Hôm nay là có cả hai gia đình luôn đó. Rồi thôi bây giờ con xin phép ba má hôn bạn một cái ở má đi. Cái hôn đầu đời của tụi con luôn á. Dạ con xin phép cô chú cho con được hôn em ấy. Chú gật đầu. Người đàn đó. Ông nghiêm chỉnh, người đàn ông đó hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trời ơi, làm giống cụm đầu vậy đó.